Hello anh em, mình đến với cái vùng tôm của lão nông mà 2 năm trước em có làm video anh em ơi. Năm ngoái em không có làm, 2 năm trước thì bắt hay thất mùa anh em, thất mùa. Và năm nay là đi vòng vòng tham khảo trước, năm nay tôm bắt hay dữ dằn anh em, mình cũng xem ha. Vô với giò anh luôn rồi, chứ ngoài giò luôn nè. Chặt rồi. Chặt luôn rồi, anh em ơi, lên trước quá trời rồi. Chưa đập tới đây mà lên rồi. U dày má luôn. Quá trớn rồi. Chưa đập tới đây mà dày mé hết trơn anh em ơi. Cái miếng lưới vàng ngồi đây vịn vô thôi nó thọng xuống à. Nó thọng xuống gì hồi mình đạp cái tôm nó tràn ra. Quá trớn nè. Nổi về mấy anh kia luôn rồi.
Rồi nó vô nó lưới vàng nè. Chốt có nổi như vụ u anh em. Anh em ngán tay. Tay mềm mày đưa cho nó cái mới được. Em thấy cá chốt không? Cá chốt có nổi hết hồn không? Lên luôn. Gầy nó bén lắm. Dập mí rồi anh em. Cái lú này mà hồi dở lên một cái cá chốt trò tôi. Rung lên trên này. Tôm chú ngoài bị chản rồi bạn. Bạn tôm chú ở đây nè. Dở lại cho mày. Dở cái đuôi hả? Ở cái đuôi đó. Rồi đặt rồi. Ở đó lên lên. Ai biết có bộ cái đất không? Phăng lại ơi. Chắc có chứ dễ gì. Có mà. Lên đi chứ sao lên nổi. Cá không à?
Ê, còn trên nữa kìa. Đủ vốn. Thùng cá luôn. Đủ vốn. Quá phê anh em ơi, tôm phê quá phê. Bác Hai hôm nay trúng mùa ăn Tết ấm rồi anh em. Chúc mừng bác Hai. Chúc mừng bà con vùng miền Thứ.